Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của Ngọc Japan. Cũng không có thể dễ để mà có thể chinh phục được một khách hàng, cũng như làm sao để cho mọi người có thể hiểu rõ hơn về cái chiếc ghế massage nội địa Nhật, nhất là khi mà mọi người cũng đều làm kỹ thuật. Thì đây là cái lúc anh em Ngọc Japan chia sẻ với cả anh khách về cái công năng sử dụng cũng như là cái kết cấu của cái bộ máy của chiếc ghế Fuji, để làm sao anh hiểu và anh biết được nó là cái giá trị mà mình mua được. Lý do tại sao mà mọi người vẫn luôn tìm mua chiếc ghế cũ mặc dù nó sử dụng hơn chục năm, thay vì mua những chiếc ghế mới ở siêu thị. Thì đây là cái nút mà anh em đang chia sẻ với anh, và cũng là cái nút để anh đưa ra quyết định mà mình sẽ quyết định mua chiếc ghế này. Rất là cảm ơn anh, một người rất có kiến thức về kỹ thuật, đã lựa chọn mua một chiếc ghế tại Ngọc Japan thay vì mua một chiếc ghế mới ở siêu thị. Bởi như chia sẻ của anh biết đồ Nhật đã qua sử dụng thì nó còn tốt hơn rất nhiều những cái đồ mà ở ngoài kia họ đang bán với những cái mức giá trên trời, và nó không mang tính chất thực tế. Chúc anh và gia đình luôn luôn khỏe mạnh, và cảm ơn anh đã tin tưởng về tận nơi của Ngọc Japan để lựa chọn mua chiếc ghế tại Ngọc Japan, cũng như là đánh giá chất lượng dịch vụ. Chúc anh và gia đình luôn luôn mạnh khỏe.